Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Tổng số tiền phạt đối với 17 doanh nghiệp là 425 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu đó là doanh nghiệp không thực hiện đúng một trong các nội dung trong báo cáo tác động môi trường, xả nước thải vượt tiêu chuẩn, chậm thực hiện đăng ký biến động đất đai. Ngoài xử phạt hành chính, đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra, kiểm tra, khắc phục hậu quả và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn tiếp nhận và đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác minh xử lý một vụ việc gây ô nhiễm môi trường theo thông tin đường dây nóng Tổng cục Môi trường, đó là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện cơ Hưng Yên.